Chào các bạn. Hôm nay nhà mình có đi chợ về, bà xã đi chợ về mua con vịt sim khoảng thứ hai để hấp chao. Người miền Tây thường là kêu hấp chao nhưng mà chắc là nấu chao. Rồi mời các bạn chuẩn bị cùng xem nhé. Để là thầy là con. Xong mình ở miền sông nước rất thơ mộng nha các bạn. Buổi sáng này buổi sáng bình minh, cậu mang con vịt sim thấy thịt ngon không? Rồi phai chút nữa mình nấu phai cao, phai cao mình gọt sẵn ra nấu phai cao. Vịt sim thì mình thích nhất là ăn cái kho câu. Kho câu vịt sim ngon, vịt tai nó không ngon không. Ăn vịt sim thì ăn nó không có hôi. Công đoạn chặt cũng phải có kỹ nghệ đây. Dở lóc coi cầu luôn, chà bá lửa luôn. Vịt sim. Sim. Vịt sim. Sim. Các bạn đi ba. Mình nên. Hả? Ừ. Chặt là cả cục nạc nấy là gọn gọn nè. Cái hồi ăn cơm thì nó gọn. Vừa miếng ăn. Giờ chặt sót cái cánh nè, chặt cánh cho gọn luôn. Đổ. mới đổ phai vô, dĩa phai nãy mình gọt hồi nãy đó, mình giờ mình đổ phai vô chung với vịt luôn. Mình bỏ chao ít vậy, ít không? Vịt mình ký hai à, ký. Ký hai thì mình chia chao chắc khoảng tầm khoảng chén chao nè. Còn ký hai đó. Ký hai. Giờ mình bỏ chao vô chưa chưa? Chao nãy mình được vậy phấy rồi đó, bây giờ mình bỏ phấy nhuyễn rồi mình bỏ chao ướp đều vô. Rồi xong rồi ướp bột ngọt vô, ngọt cũng một muỗng cà phê, muỗng rưỡi cà phê à. Tại con vịt mình khoảng có ký hai à. Đường ướp đường một muỗng canh, hai muỗng canh. Quay đều lên. Quay đều lên là để bao lâu rồi vậy? Mấy thấm? Hả? Nửa tiếng hả? Để khoảng 15 phút. Chuẩn bị nấu thì mình bầm tỏi thử cho nó thơm nha. Nhà mình ở gần mấy sông nên nó
ghe tàu chạy ngang ông hơi không sụm tí. Giờ ba bắt cái nồi lên cho nó nóng rồi bỏ dầu vô, mình khử tỏi. Giờ mình phụ vợ mình đưa cái thao. Đây, cái thao vịt. Khử tỏi. Nghe mùi thơm luôn nha. Tức là để cho nó sôi, cho thịt săn. Xong mới đổ nước vô. Không gian nhà bếp của mình cũng nhà cây nha. Xả đổ cái nước lạnh vô đây. Nước lạnh vô cái thau nãy mình ướp ba gia vị nè. Trong nước cho khoảng đương chừng khoảng 1/3 cái thau nhỏ. Rồi bây giờ chuẩn bị bây giờ thịt nó đã săn rồi. Thịt mình xào thịt cho nó săn vậy nha các bạn. Xào thịt cho nó săn vậy nè, là mình bỏ nước. Bỏ nước vào. À. Cho nó ngập cái thịt vừa ngập thịt thôi. Ở đây nắp để nắp không? Không để hả? Là mình lưu ý mình để cho nó sôi cho nha, đừng để nắp nha. Đã chín rồi nè. Chín rồi nha các bạn. Trong vòng khoảng 20 phút là thịt nó chín. Đây cái gầu cầu rồi. Gầu cầu. Thịt chín này. Rồi bây giờ là mình tới bỏ hành vô, hành sắc khúc bỏ vô. Bỏ vô là quậy đều lên. Cho nó có màu sắc cũng có thơm tí. Xong rồi nè. Giờ bà xã dọn chén ăn cơm. Cơm vịt thấp chao nha, mời các bạn dùng luôn nha. Vịt thấp chao là mình ăn với mắm trong. Cái đúng sách nha. Rồi, cắt ớt. Cắt ớt bỏ vô. Nước mắm của mình là nước mắm nấu, bởi vì các bạn nhìn là cứ nghĩ là nước tương, nhưng thật chắc là nước mắm nấu nhà. Lúc trước chưa sư phụ lên đây chơi cũng ổng nói này nước tương hả, nhưng thật chắc là nước mắm nấu nhà đó. Giờ mà mình ăn vịt thấp chao mình thấy ăn lẩu nha các bạn. Đây bà xã mình đang múc lẩu ra, múc bỏ cái lẩu để mình nhúng rau. Để tức là mình ăn rau nhúc hoặc là mình ăn rau đất son. Ăn cơm rất ngon. Đây nhà mình hôm nay mình ăn rau nhúc nhúng. Rau nhúc nhúng lẩu. Nhúng về mình là lẩu vịt thấp chao. Bật ra lên. Cái gao cầu. Quá xuất sắc luôn, gao cầu quá xuất sắc luôn. À, cho gao cầu. Ăn gao cầu à. Chan nước vậy? Cho chan cho miếng nước đi. Chan nước cho dưới phai.
Rồi. Bỏ rau vô. Đây, bỏ rau vô nha. Cái này mình ăn ra được rau rau nhút với lá son với rau muống đồng mình á. Còn tại hôm nay bà xã mình chỉ mua rau rau nhút thôi. Thịt chấm mắm đó, rồi thịt xiêm chấm mắm lúc luôn. Chấm miếng lên, cặp ớt vô ăn cho đã. Ngon. Ăn rất ngon. Ăn miếng rau. Ăn cơm rồi lại rác cho. Bỏ nó vô cho muôn chơi đi. Thấy rất ngon quá ngon. Ba, cách từng con như có cách. Rồi, hẹn các bạn những video tiếp theo nha. Đi tầm đi ba. Tâm đi.